về tiêu chí của lò xách tay. Sạc 1 tiếng đồng hồ là đầy pin. Là nhà máy sản xuất pin tốt nhất hiện tại trên thế giới. Anh ơi, hiện tại lò kéo karaoke xách tay nào đang là xịn nhất và tốt nhất? Thật ra khi các bạn hỏi cái người bán cái câu này thì nó sẽ hại các bạn. Tại sao? Tại người bán thường họ sẽ nói bên anh có con này ngon nhất. Nhưng thực ra là người ta thường chỉ nói những cái con mà người ta muốn bán nhất, hoặc là những con mà người ta có lợi nhuận cao nhất. Tại vì sao? Tại vì họ không hiểu nhu cầu của mình là gì, nhưng họ nói con đó tốt nhất là tào lao. Ví dụ như nhu cầu của chúng ta là để thể hiện chúng ta muốn chạy 300-400 km/h thì chúng ta nên mua xe Moto Z1000. Nhưng nếu nhu cầu của chúng ta là cần chở hàng hóa nặng cồng kềnh, hoặc là cần phải leo đồi leo núi, thì chúng ta phải mua cào cào. Tại vì con cào cào mới là tốt nhất cho cái việc đó, đúng không? Còn nếu mà chúng ta chở rau chở hàng thì ai lại đi mua Z1000? Chỗ đâu mà chở rau chở hàng, đó chỉ có chở ghệ thôi. Nên là chúng ta cần phải trực tiếp tham khảo và tìm hiểu. Tuy nhiên trong video này mình sẽ nói cho chúng ta một mẫu lò kéo xách tay karaoke hiện tại đang phá vỡ mọi giới hạn về tiêu chí của lò xách tay. Đó là trước mặt chúng ta là mẫu Rosin V8 Co, hay còn đọc tắt cho chúng ta đó là V8 KOR. Và tại sao mẫu loa này lại phá vỡ mọi các giới hạn và tiêu chí về loa xách tay thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ok, let's go. Đầu tiên, đó là đối với chiếc loa này chúng ta không cần phải thiết kế vị trí thẩm âm. Thông thường đối với những loa xách tay thông thường khác, chúng ta không phải chúng ta để ở đâu, cái chất âm nó cũng mang đến cho chúng ta một cách hài lòng. Mà tùy vào không gian, tùy vào nơi chơi mà chúng ta sẽ phải để loa trên cao, hoặc để loa dưới thấp, hoặc là để ở một cái vị trí nào đó nó hướng về cái nơi mà chúng ta ngồi với bạn bè để chúng ta tận hưởng. Nhưng đối với mẫu loa V8KOR này, chúng ta không cần cái đó, mà chúng ta cứ để dưới đất và để ở bất kỳ đâu. Đây, mình nói thì cả nhà chúng ta có thể chúng ta thấy nó hơi lạ, tại vì đúng là nó phá vỡ giới hạn. Nhưng nếu những ai mà chúng ta thật sự đã trải nghiệm qua thì chúng ta mới biết được điều này. Ai mà trải nghiệm qua chúng ta sẽ thay đổi luôn cả góc nhìn luôn. Và ở phần sau thì mình sẽ có cái video chứng minh ghi rõ cho chúng ta luôn, nghĩa là chúng ta để ở đâu, chỗ nào cũng được, mà thông thường là không cần setup luôn, cứ xách con này để dưới đất đó, cứ vậy. Chúng ta ngồi trước nó hay ngồi sau nó, hay là để nó hướng về đâu, thì chúng ta ngồi chúng ta đều nghe được đầy đủ cách giải tầng âm thanh cũng như là cái mức công suất mà nó mang lại cho chúng ta. Thứ hai, đó là chúng ta không cần phải ở trước mặt loa mới nghe đầy đủ cách giải tầng âm thanh của loa. Chúng ta đứng ở phía sau, chúng ta vẫn có thể nghe được đầy đủ cách giải tầng âm thanh của loa, giống y như là chiếc loa đang hướng về chúng ta vậy. Đây là điều mà hầu hết các loa xách tay karaoke khác không làm được. Hầu hết các mẫu loa khác chúng ta đều phải đứng trước mặt loa thì chúng ta mới nghe được đầy đủ giải tầng. Đứng ở phía sau chúng ta sẽ nghe một cái âm thanh nó không đầy đủ bằng phía trước. Điều số 3, đó là chúng ta sẽ không cần mở quá lớn để nghe được đầy đủ các giải âm. Thông thường các loa xách tay hoặc là các cái mẫu loa khác bên ngoài thị trường, chúng ta mở nhỏ chúng ta sẽ nghe được đa phần chỉ là tiếng chép hoặc là tiếng bass, hoặc là cái tiếng của nó sẽ không có chi tiết, không có sâu sắc. Nhưng đối với mẫu loa này, dù chúng ta mở nhỏ chúng ta vẫn nghe được đầy đủ là bass chép các giải tầng chung rất là cụ thể và chi tiết, mà những mẫu loa khác chúng ta phải mở lớn chúng ta mới nghe đầy đủ được. Điều thứ tư, đó là để có được một mức công suất lớn dành cho những ai mà chúng ta chơi ngoài trời, thậm chí có thể lên tới 5-10 bàn nhậu, hoặc là 15-20 bàn nhậu, hoặc là ở những không gian rất lớn, thì chúng ta cần những cái loa như là 4 tấc đôi hoặc là 5 tấc. Nhưng mẫu loa này phá vỡ giới hạn ở chỗ nó chỉ là một chiếc loa xách tay, nhưng nó có thể so gan với những chiếc loa với công suất lớn 5 tấc và 4 tấc đôi. Thứ năm, đó là mẫu loa này được thiết kế cho chúng ta một chiếc super bass 10 in. Thông thường đối với các loa kéo mà chúng ta sử dụng á, trước giờ thì cần cái loa bass to thì nó mới mang đến cho chúng ta một cái bass có đủ cái dải cũng như là chiều sâu. Nhưng ở đây chúng ta được thiết kế một chiếc loa bass khoảng 2,5 tấc 10 in thôi, nó mang đến cho chúng ta một cái dải tầng sâu, một dải trầm chắc chắn và rõ ràng cụ thể, thậm chí có thể đánh cho chúng ta nghe được ở xa luôn. Điều thứ sáu, mẫu loa này sở hữu cho chúng ta một chiếc pin có công nghệ tốt nhất thế giới hiện tại. Đó là chiếc pin được sản xuất dựa trên công nghệ của nhà máy Samsung SDI và nhà máy LG Chem. Đây là hai nhà máy sản xuất pin tốt nhất hiện tại trên thế giới. Điều số 7, thông thường các loa kéo xách tay bên ngoài thị trường sẽ sở hữu một lớp da không được bóng loáng nhưng lại có độ bám cao, hoặc là nó sở hữu một lớp da rất là bóng loáng nhưng độ bám của nó không cao. Còn mẫu loa này thì lại phá vỡ ở chỗ là nó sở hữu cả độ bóng loáng cao, xịn, cao cấp, mà nó luôn sở hữu cho chúng ta là cái độ bám cao luôn. Điều thứ 8, mẫu loa này tích hợp cho chúng ta một cái pin rất là hay. Đó là cho chúng ta có chế độ sạc nhanh. Chúng ta chỉ cần sạc 1 tiếng đồng hồ là đầy pin và có thể sử dụng trong khoảng thời gian từ 6 đến 10 tiếng tùy vào cái biên độ sử dụng. Điều thứ 9, thông thường các loa kéo xách tay khác phải sở hữu cho chúng ta cái độ hút micro, nhưng nó sẽ mất đi là
cái độ chống hú, hoặc là những cái loa mà nó có chống hú tốt thì nó sẽ phải mất đi cái độ hút của micro, hoặc là đôi khi nó sẽ mất đi một số các dải tần âm thanh thì nó làm cho cái âm tiếng nó bị tối. Tuy nhiên, mẫu loa này sở hữu cho chúng ta một độ hút micro cực kỳ tốt và đi kèm luôn là độ chống hú cũng rất tốt. Và cụ thể là chúng ta có thể mở lớn và để xa như vậy và chúng ta đứng sát như vậy hát thì nó vẫn chống hú được. Bên cạnh đó, nó còn mang đến cho chúng ta đầy đủ các dải tần âm thanh. Một hồi ở video hát karaoke sau, mình sẽ cho mọi người thấy điều đó. Điều thứ 10, thông thường các loa sách tay sẽ cho chúng ta cái mặt lưới phía trước là bằng lớp vải tổng hợp như thế này đúng không? Nhưng mẫu loa này không những chỉ cho chúng ta một lớp vải tổng hợp rất là chất lượng mà bên trong còn cho chúng ta một mặt lưới bằng kim loại. Có nghĩa là những mẫu loa khác khi mà chúng ta sử dụng mà có cái gì đập mạnh vào nó sẽ bị rách và nó tấn công vào bên trong. Nhưng mẫu loa này cho chúng ta một cái mặt lưới kim loại luôn, nên là khi bị tấn công vào thì nó sẽ bảo vệ rất là tốt. Mặc dù nhìn bên ngoài nó cũng cho chúng ta được một cái vẻ đẹp sở hữu. Bên cạnh đó, thiết kế về chất gỗ rất là dày, chắc chắn. Và chúng ta thấy là không những tinh xảo, tỉ mỉ mà còn cho chúng ta ốc rất là nhiều như thế này để đảm bảo được cái độ cứng cáp của cái loa. Thì nó dẫn đến một điều là khi mà chúng ta mở âm thanh lớn á, nó sẽ không bị rung, biên độ rung nó không quá nhiều, dẫn đến cho ra một cái âm thanh nó chắc chắn và nó ấm áp hơn. Điều thứ 11, sở hữu cho chúng ta bộ micro xịn nhất của Brosyn, hay mình hay gọi là micro lấp lánh, rất là đẹp ha. Thêm nữa là chúng ta sẽ có cho mình một chiếc tay sách phải nói là độc, hiện tại mình chưa thấy luôn, gọi là hơi bị đẳng cấp và hơi bị chơi lớn. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì chỉ đơn giản là một chiếc tay sách như vậy thôi, nhưng mà có giá bán lẻ bên ngoài thị trường dao động từ 40 đến 50 đô la, có nghĩa là tính ra tiền Việt nó tầm khoảng 1 triệu. Tại sao nó mắc như vậy? Tại vì nó được làm từ da bò thật, trong khi đa phần các loa sách tay bên ngoài thị trường hiện tại họ chỉ dùng những cái tay sắt khoảng vài chục ngàn hoặc là bằng nhựa dẻo cao su rất là rẻ. Bây giờ thì mình sẽ test luôn karaoke cho chúng ta cảm nhận được cái độ hút cũng như độ chống hú của mẫu loa này. Bây giờ mình sẽ hát ca khúc Gọi Đò, mình đã kết nối Bluetooth rồi, xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Người xưa bỏ bên theo chồng đò ơi, ai đưa ngôi hoa đò chiều cho nhau nhớ đôi điều đến người mình mà yêu, tiếng hò ai nghe buồn trộm thoáng xinh về cháu một người ngày xưa anh đã quên. Khá là nhẹ nhàng luôn. Review qua về mẫu loa này thì cả nhà chúng ta có cảm nhận như thế nào? Hãy cùng bình luận xuống bên dưới ý kiến của bản thân mình để xem mẫu loa này với những tiêu chí đó có xứng đáng với mức giá 12.680.000 đồng hay không nha. Rồi, cả nhà đừng quên khi mua hàng tại Tâm Việt chúng ta sẽ có được những ưu đãi cực kỳ khác biệt so với tất cả các nơi bán khác bên ngoài thị trường. Và hai trong số các điều khác biệt đó mình sẽ bật mí ngay bây giờ. Đầu tiên là bao thu cũ đổi mới trọn đời, nghĩa là chúng ta mua về bất kỳ khi nào chúng ta cảm thấy chán rồi, dù là bao nhiêu năm, dù là đã bị hư bị chày, cứ mang đến Tâm Việt sẽ có chế độ thu lại và đổi mẫu loa khác cho chúng ta, chỉ cần thêm một khoản kinh phí thôi. Rồi, số 2 là Tâm Việt bao đổi mới sản phẩm trong vòng 30 ngày mà kể từ ngày mua mà không quan tâm lý do là gì cả. Ngoài ra còn rất nhiều các điều khác biệt khác mà Tâm Việt không tiện bật mí ở đây, kèm theo đó là những dịch vụ và quà tặng cực kỳ hot, hoàn toàn miễn phí. Hãy liên hệ Tâm Việt ngay để được nhận những điều này nha. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật vào những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại.